tranh ở hai cô nàng đập đá. Hello, hi, welcome back to Jessie Channel. Hôm nay thì mở đầu vlog nó sẽ hơi khác lạ so với bình thường một chút. Là hôm nay thì Jessie sẽ tới văn phòng làm việc. Hôm nay có một số việc quan trọng thì Jessie và partner có hẹn nhau ở trên văn phòng để nói chuyện và làm việc sâu hơn. Thật sự thì trước giờ thì Jessie không muốn gọi là show cái công việc của mình làm quá nhiều ở trên YouTube. Vì kênh YouTube của Jessie chủ yếu là Jessie muốn show về cái lifestyle nhiều hơn. Nhưng mà cũng có nhiều bạn là kiểu muốn xem thêm về công việc của Jessie hiện tại đang là gì và những dự định của tương lai. Nên là từ giờ thì Jessie sẽ cố gắng chia sẻ thêm cho các bạn một chút xíu về những công việc của Jessie hiện tại đang làm và những dự định trong tương lai nhé. Đã tới văn phòng rồi, mình thì đến sớm nửa tiếng, còn partner thì vừa nhắn tin cho mình nói là sẽ đến muộn một tiếng. Thôi bây giờ ngồi làm việc khác, chờ hắn đến vậy. Đây là view từ văn phòng của Jessie nhìn ra ngoài đây. Mình thấy landmark 81, dễ thương. Yo, say hi. Chào bạn đồng nghiệp. Sau một tiếng chờ đợi, bạn đã đến tới nơi. Tạm thời là đã họp xong về marketing cho sản phẩm thực phẩm chức năng và Jessie và Huyền mang từ Nhật về. Lúc này là cái lúc mà Jessie với cả Huyền đã sang thăm nhà máy tại Nhật ấy, chỗ mà nghiên cứu với cả sản xuất ra Burn Max. Ở đây mọi công đoạn được đảm bảo cực kỳ kỹ ấy, từ vệ sinh này, công nghệ, nói chung là 7749 bước. May mắn là Jessie với Huyền đã mang một sản phẩm hiệu quả như này về đến Việt Nam. Nghiêm túc. Các bạn thấy độ nghiêm túc của Huyền chưa? Cái gì đây? Ok, xong việc ở đây, bây giờ về đi tập thể dục đây. Đi tập như kiểu sắp giông tố đến nơi rồi. Sẵn là sẽ mưa to luôn. Tí vừa chạy bộ vừa ngắm trời mưa. Đúng sở thích, đúng bài. Sấm chớp ầm ầm lên rồi. Mà nghe tiếng sấm phế nhở. Uống 3 viên này trước khi tập để hỗ trợ đốt nhiều calo hơn nè. Đấy, biết ngay mà. Mưa to rồi, to quá kìa. Thích ngắm mưa thế nhỉ? Hiểu sao thích ngắm mưa thế? Kiểu thích trời giông bão, thích nhìn. Chắc là kiểu mưa gió thất thường giống như này. Thích nghe tiếng sấm sét. Tính chạy mà chân hơi đau vì chắc là đợt vừa rồi chạy với cả đi bộ nhiều quá nên là chuyển qua cái máy này. Máy này cũng rất tốt cho cardio các bạn nhé. Máy này thì dành cho những ai mà kiểu như là bị đau khớp gối. Đây cũng là một dạng chạy nhưng mà không bị dồn lực lên gối. Thì các bạn hãy dùng cái máy này nhé. Máy này thì thường ở gym nào cũng có. Tập cái này đỡ đau chân hơn hẳn. Nhịp tim nó cũng làm cho mình kiểu tăng cao hơn ấy. Nhiều bạn thì không thích đi bộ. Hồi xưa chứ chỉ không thích đi bộ. Sau này bắt đầu luyện tập cardio thì thích đi bộ. Nhưng mà kiểu bị đi nhiều quá hay chạy nhiều quá thì đến một ngày nó bị đau chân hết. Nên là cũng phải phối hợp linh hoạt với các cái máy khác. Như máy này hay là máy đạp xe hay là kiểu cầu thang leo bộ. Để cho nó nhiều hoạt động đỡ nhàm chán lúc cardio ấy. Nãy trước khi có nói là cho thì uống 3 viên này trước khi tập. Vì nhiều là sẽ uống 3 viên này trước khi tập hoặc là trước khi ăn. Đặc biệt là trước khi ăn ngoài ấy. Thì nó hỗ trợ đốt mỡ này, tiêu hao lượng calo này. Với cả chuyển hóa đồ ăn thành năng lượng. Đây không phải cái thuốc giảm cân nhá. Đây là nó giảm mỡ hỗ trợ. Như kiểu khi mà mình sử dụng whey protein ấy, thì nó là hỗ trợ protein. Còn đây là hỗ trợ đốt mỡ. Không phải là mấy cái thuốc giảm cân ngoài kia đâu. Đây nó giúp cho mình tăng cường năng lượng, đốt cháy chất béo và đặc biệt là ra nhiều mồ hôi hơn. Khi bạn toát mồ hôi là lúc đấy kiểu người bạn nó đang gọi là đốt cháy lượng calo trong người để bớt béo ấy. Trước mà trước gì cũng thích ăn ngoài thì uống cái này hoặc là trước khi tập uống cái này thì uống đều một ngày luôn. Nó xong một tiếng rồi, chõa chòe rồi, đẹp quá, té thôi, hết mưa rồi. Good. Ok, đã chuẩn bị xong. Bạn thấy hôm nay em mặc ngực lớn không? Thực ra thì trước gì vẫn cũng hay mặc như thế này đấy, nhưng mà ít khi post. Giống tướng của một businesswoman chưa? Đúng rồi. Xin chào, cảm ơn vì đã đến đón. Cảm ơn ạ. You are welcome. Landmark 81. Sài Gòn buổi tối nhìn mộng mơ ra phết. Đùa đó. Quý bà ơi. Cảnh cười như thấy máy không? Hai chị.
Quý bà, ôi trời ơi. Chào sếp ạ. Đói chưa sếp? Đói rồi. Đói rồi, bỏ mẹ. Chị thấy mọi người. Không gian chỗ này công nhận là dễ thương đấy. Thấy chỗ này lâu rồi và hôm nay mới gọi là đi. Ở đây nhiều món quá, thật sự là không biết chọn món nào luôn ấy. Nhiều dã man. Không, quay đầy rồi, vui rồi, rồi, ok. Ui giời. Cái gì vào? Uống 6 viên. Uống 6 viên là ăn nó sẽ không ăn nhiều. Không ăn nhiều. Ra là uống 6 viên cho nó cẩn thận. Sáng nay em uống 3 viên rồi. Ừ. Bây giờ em uống thêm 6 viên nữa để ăn tối ấy, ăn nhiều ấy. Ừ. Béo. 6 viên. 6 viên. Uống ấy. Cứ đi ra ngoài thì phải uống nhiều hơn. Bây giờ mỗi lần đi ăn ngoài là phải uống cái này các bạn ạ. Tại vì ở ngoài thì đồ ăn nó có rất nhiều mỡ ấy, nên là mình phải uống cái này để hỗ trợ ngăn giảm mỡ từ đồ ăn. Kiểu mình quen chỉnh người khác rồi ấy, nên là đi với ai cũng kiểu chỉnh. Nhưng mà thôi chỉnh cho đẹp lên mà, đúng không? Tình dạng hơi đẹp lên. Ôi ôi. Ăn ngon. Ngon không? Ngon. Ngon à? Ngon không? Ngon. Cuộc sống là phải 3 lần chứ. Mình ăn được, mình tập được là có hỗ trợ. Ngon. Ngon nhỉ? Ngon. Cái gì? Bánh bánh bị dính à? Bánh bị dính. Mất hết sang rồi. Vì miếng bánh mất hết sang. Bánh này bị dính đấy. Dính. Hàu sốt cappuccino đúng không? Hàu sốt cappuccino. Ừ. Ôi, thích cái trang trí ở đây. Lan ngỗng áp chảo. Nhìn đẹp quá vậy. Dễ thương, tí đập ra đúng không? Đây rồi. Nào. Ngại nữa các bạn ạ, khổ lắm cơ, bị bệnh ngại. Nó to ấy. Ôi to to hả? Ngon không? Ngon ạ? Bự vậy. Bự mà. Ngon đấy. Hai bạn đang đập đá đúng không? Đập đá phải không? Ờ, đây. Bức tranh của hai cô nàng đập đá. Oh. Ủa cái này có gì nhỉ? Gan ngỗng đường, này không có, đường. Ăn mấy cái này đây. Ngon quá nè. Quay cảnh này một người hồng người ăn này. Sự thật đấy. Đây người hầu. Người hầu đây. Người hầu đây. Người hầu đây, còn đây là người ăn. Hay là béo nhỉ? Ngon. Ngon lắm. Tại sao cốc cũng đầy hơn cái hai người này nhỉ? Em chưa uống đó. Đấy là chị uống nhiều mà. Cứ hỏi sao cốc của mình nhiều. Tại bà chưa uống bà ơi. Rất là quyết liệt. Khi Thanh Huyền nói về thần số học. Đang giảng, Huyền đang giảng cho Chân nghe nha. Nghe chưa Chân? Nghe chưa? Nghe thầy Huyền dạy chưa? Có được. Ừ. Thôi được rồi, thần số học kết thúc ở đây. Eat Wellington. Bò trong. Beef Wellington.
rồi để cám hôm nay để má mì cắt cho các bé nhá. Món gì á? Miến xào cua lột. Miến xào cua lột à? Nhìn ngon lắm. Trứng muối hả? Trứng muối hả? Ừ. Thì phải ăn được. Đây là hình tượng của 5 phút sau. Cảm ơn sự giúp đỡ của Thanh Huyền và Bảo Trân. Chương trình miến cua đã kết thúc. Bánh cheesecake cranberry. Cái gì mà có quyết liệt ý, dứt khoát với cả kiên định với cái mục tiêu của mình ra. Rất như vậy. Thế mà ví dụ như kem cao đi theo béo. Đây là kem cam trong quả cam. Cam cam ngon đấy. Ngon lắm. Ăn nó không bị thấy này. Ngon. Còn chỗ này thì recommend các bạn nhé. Hôm nay đi ăn thử lần đầu. Ngon thế. 10 điểm. 10 điểm. Uống no nê chưa các bạn? No rồi. No rồi. Giờ té nhá. Té. Té thôi, hội chị em. Go.